Ngày đâu thôi. Chắc tôi cũng bắn một hai trận rồi, đi ngủ rồi. Mệt. Hôm nay ngủ sớm. Không thức muộn nữa. Tí khoảng 10 giờ ngủ. Oh. Nhảy chân đồi à? Nhảy đi. Hình như không ai đâu. Cái nhảy với đấy này. Hai chào lắm người ta. Nó hỏi có ấy không? Ai giờ không? Gì đấy? Cứ quen chơi PUBG sợ ấn khó vãi chất. Mặt sao lặn sao không ngậu thế này gì đấy món này đây ai biết nhà bên kia có súng gì chưa có ngắm chưa. Chúng tôi hơi tiêu nhá. Một ổ UMP thôi. Mũ giáp thì chưa có. Úi dồi ôi. Đi mẹ. Đâu ấy đâu ấy. Nó nhìn thấy tôi rồi trong ở nhà. Đâu? Ôi. Ôi, ở đâu phải báo lên chứ, trong nhà. Vãi cất ạ. Hai thằng. Rồi, đi ra bắn nhau cho chết. Là xem có bắn được hay là không bắn không thôi tự tử có ai không à tôi chưa có người tôi chưa có người xuống chết nó á. Ồ kìa vậy nó không thấy mình hai thằng à ôi giời ơi phải cái thứ tám ôi mà không có ngắm không mình bắn cha này không có ngắm bắn đâu ruồi trong game này quá. Nhà bắt ông nè, ông ấy vừa nãy là dùng lửa để cắt mặt. Nhà bắt ông nè.
con robot này đúng là nó phế vật luôn. À, có tác động đeo. Phi mẹ nó biệt đi. Để đâu đây? Nhảy đâu đây? Xa thế. Nhảy đây à? Nhảy chỗ xanh đi, xanh đi, xanh. Nhảy kia xa quá. Đâu đây? Bị tờ lách đây. Trời ơi, tờ lách cái gì? Trời ơi, bị tờ lách cả lát. Không phải lùi. Nhảy vào chung cư đông lắm đấy, đông lắm. Ôi ôi, nếu có súng có một cái khiên. Còn nó ngay bên cạnh kia, nhà cạnh tôi này. Nhặt được mũi khử. Ngay trên đầu tôi luôn. Bên phải này. Không chua anh ngồi. Chua. Đâu ấy nhỉ? Tiếng súng ầm ầm không thấy người đâu. Súng nào à? Phải cất là ông nhảy cách tôi 200 mét. Không còn heo. Trả cho anh ông nào đâu mà. Đang thấy nguy hiểm quá. Nếu có ngắm được nó bắn nữa khoảng cách này. Ủa anh ơi, em không đùa đấy. Không đánh nhau đâu. Đê thằng chó. Rồi xong. Đi. Ôi mặt bay. Đi mẹ mưa mở cửa ra. Đạt tôi vừa mới chạy vào trong cái nhà này ăn này. Nó đứng phát găn, nó đứng ngay trên nước mặt tôi, nó đã. Thằng này không biết tờ lách nữa nhá. Biết tờ lách ghê. Biết kịt. Việt Nam biết tờ lách. Biết tờ kịt. Nhảy đâu đây? Hay nhà kho hay là gì? Nhà kho trên đường bay mẹ còn đông nữa. Đông cái ít nhất là đỡ hơn Mr. Lex. Thì đâu Mr. Lex này nhà kho à? Nhà kho thì... Nhà kho chỉ kho. Trời, thế đấy hai thằng đã thấy một thằng đang dựa này. Không biết nó lượn hay đâu nhưng mà thấy nó đang lượn. Ồ, dưới cái hai cái nhà dưới có người nhá. Hai thằng hai nhà dưới. Hai nhà dưới. Ở trên chung cư. Phải cất lại. Hai thằng nó gần đây này nó bắn chết tôi rồi.
sau cái game này bây giờ cứ ngắm nó khó kiếm nhỉ, kiếm khó tim à, không thấy một cái ngắm nào cả, từ đấy là bắn không một trận nào có ngắm luôn. À đây giờ một cái holo ạ. Ôi hai thằng rồi ôi. Trời ơi, chết rồi. Như cất. Thì tao ông đạo chơi chơi đánh dấu một chỗ nhảy một chỗ. Tôi có đánh dấu đâu. Thôi bình vãi cứt. Mày ơi. Kìa. Ui dồi ôi. À thằng này thằng giết tôi ấy. Rồi thằng giết tôi ấy. Đúng cái máy rồi. Nó còn chưa tại. Mẹ rồi. Bắn đi từ sau nào bắn mình nhé. Trong một tay shotgun, một tay AW. Cái combo này là chết chắc. Rồi xong. Rồi xong rồi, nó ngoài cửa kia. Sắp vào nhà vệ sinh hồi máu. Đóng cửa lại, ui xong rồi, nó không vào rồi. Đóng cửa lại, ui dồi ôi. Kìa, sao bắn chết cha đó. Ui giời ơi.
nếu nào không chết à, nếu vô nào mạch không chết à, rồi vô mạch. Đi. Vẫn chết. Vẫn chết. Anh đã nắp hố gì rất kỹ nhưng mà vẫn không thoát khỏi. Nạp phải cất.